Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái và hoa trái của anh em tồn tại. Hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy thì Người ban cho anh em. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, cách riêng là gia đình của cô dâu và chú rể, và đặc biệt hơn nữa đó là gia đình cũng như bạn bè của bạn đông. Vậy thì giả như con hỏi những người có đạo ngồi trong nhà thờ này là Thiên Chúa là đấng nào hay Thiên Chúa là ai, thì mọi người sẽ trả lời ra sao? Hẳn nhiên thì người Công giáo được học hỏi rằng Thiên Chúa là đấng sáng tạo trời đất, Thiên Chúa là đấng điều hành cả vũ trụ rộng lớn này. Chắc chắn những định nghĩa trên thì đều hoàn toàn chính xác, và người Công giáo chúng ta xác tín, chúng ta sống và chết cho niềm tin như thế. Nhưng mà con thiết nghĩ trong bầu không khí của thánh lễ hôn phối ngày hôm nay thì chúng ta tạm bỏ qua những định nghĩa phức tạp và cao siêu, nhưng mà chọn ra một định nghĩa rất là đơn giản và vắn tắt, không dài dòng. Mà thực ra định nghĩa ấy chúng ta vừa nghe trong bài đọc 1 được chính chú rể đã công bố. Đó chính là một định nghĩa ngắn gọn của Thánh Gioan Tông Đồ: Thiên Chúa là tình yêu. Quả thực thì chỉ vì yêu mà Thiên Chúa mới sáng tạo nên vũ trụ này. Và cũng chỉ vì yêu Thiên Chúa dựng nên con người có nam, có nữ, giống hình ảnh của Thiên Chúa. Và cũng chỉ vì yêu mà Thiên Chúa kết hợp người nam và người nữ trở nên một. Và Thiên Chúa nâng đời sống hôn nhân lên hàng bí tích thánh thiêng và cao quý. Vậy thì tương tự như thế, trong bài tin mừng ngày hôm nay, Thánh Gioan cũng lặp lại cho chúng ta huấn lệnh của Chúa Giêsu đã trao cho các môn đệ và cũng là trao cho chúng ta. Đó là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Vậy thì Chúa Giêsu đã yêu thương hết mọi người, không trừ một ai, kể cả kẻ thù của người. Và hơn nữa thì Ngài yêu thương và Ngài chịu chết để chuộc tội cho mọi người. Do đó chúng ta cũng phải bắt chước Chúa mà yêu thương và phục vụ mọi người. Cách riêng ngày hôm nay con muốn nói với đôi tân hôn, đó là bạn Nhanh và bạn Đông. Chúng con hãy yêu thương nhau, bởi vì trong giây phút này các con trở nên bạn trăm năm với nhau. Các con khăng khít gắn bó keo sơn với nhau để không có gì có thể tách chúng con ra được. Và ngày hôm nay các con nên một thân xác và được Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu phu phụ của chúng con. Chúng con hãy nhớ lời Chúa Giêsu đã phán dạy trong bất kỳ một thánh lễ cưới nào: sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, thì theo tâm lý chung của người đang yêu thì thích cho đi, thích trao tặng cho người mình yêu để diễn tả cái tình yêu của mình. Và càng cho nhiều thì càng yêu nhiều, thậm chí còn cho đi cả con người của mình, bởi vì Chúa Giêsu dạy rằng không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình mạng cho người mình yêu. Vậy thì hôm nay hai bạn Nhanh và Đông diễn tả tình yêu ấy bằng cách trao tặng cho nhau một vật rất ý nghĩa trong lễ cưới, đó chính là chiếc nhẫn.
Bởi vì chiếc nhẫn nói lên tình yêu và lòng chung thủy. Hai bạn thân mến, chiếc nhẫn mà hai bạn xỏ vào tay nhau sẽ là chiếc nhẫn yêu thương, đồng thời cũng là chiếc nhẫn cam kết trọn đời bên nhau. Kính thưa cộng đoàn, nhẫn cưới là biểu tượng của hôn nhân và nó có một lịch sử lâu dài từ thời Ai Cập cổ đại, có lẽ cách chúng ta khoảng hơn 4.800 năm rồi. Và với người Ai Cập cổ đại thì chiếc nhẫn được gắn với một thế lực siêu nhiên, một vòng tròn không có điểm đầu và không có điểm cuối, nó tượng trưng cho một tình yêu thân mến. Cuộc sống hôn nhân không êm ả, nhưng chắc chắn sẽ có những sóng gió và bão táp. Phải biết trước rằng thế nào cũng sẽ xảy ra những trái ý, những bất hòa và những va chạm. Và trong những trường hợp này, chúng ta cần chiếc nhẫn của thử thách, chiếc nhẫn của nhẫn nhục, nghĩa là phải nhường nhịn, phải từ bỏ ý riêng. Kính thưa quý cụ, ông bà và anh chị em, quả thực thì khi nói về hôn nhân, có nhiều nhà tâm lý người ta chia hôn nhân ra thành ba thời kỳ: trước, liền sau và lâu sau khi kết hôn, để nói về tình yêu vợ chồng với những hình ảnh ví von bay bổng. Nhưng mà em nói thì anh nghe, liền sau khi cưới thì anh nói anh nghe, em nói em nghe, còn lâu năm sau khi cưới thì con đố cộng đoàn biết sẽ thành như thế nào ạ? Lâu năm sau khi cưới thì cả hai cùng nói, còn hàng xóm nghe. Còn với những người mà có tinh thần ăn uống ấy, thì người ta ví như thế này: trước khi cưới thì vợ chồng nhìn nhau cũng thấy no, liền sau khi cưới thì nhìn nhau bắt đầu thấy ngáp, còn lâu năm sau khi cưới thì thỉnh thoảng nồi niêu song chảo không cánh mà bay. Đấy, con nói như vậy có đúng không cộng đoàn? Có đúng không ạ? Đấy, các bà, các bác, bà, các mẹ, các bà, các mẹ, các ông là những người đã từng trải qua trong đời sống hôn nhân gia đình thì sẽ hiểu được như thế nào là một đời sống lứa đôi, và nó có những cám dỗ, có những cái những trái chiều, có những khó khăn như thế nào. Quả thực thì qua cái cách ví von vừa rồi á, thì có phần hài hước, nhưng mà như cộng đoàn đã khẳng định rồi, rất đúng. Nếu như nó sẽ đúng, nó hoàn toàn đúng, nếu như chúng ta để cho tình yêu hôn nhân ngày hôm nay bị nhạt đi theo năm tháng. Chính vì thế, gia đình mới của hai bạn này nói riêng và của mọi gia đình nói chung phải luôn luôn đổi mới tình yêu để tình yêu ấy được bền chặt qua thời gian, nhất là qua những gian nan thử thách. Và cách làm mới lại tình yêu thì con thiết nghĩ nó không phức tạp đâu. Cách làm mới ấy vô cùng đơn giản. Có thể chỉ là một lời hỏi thăm từ phía người vợ hay người chồng. Giả như hôm nay nhà của mình đau đầu, sốt nhẹ, một lời hỏi thăm đôi khi lại mang lại cái sức mạnh to lớn và hun đắp làm nóng lại cái tình yêu phu phụ. Hoặc giả như chỉ là một lần mua một chiếc bánh sinh nhật để kỷ niệm ngày cưới, để kỷ niệm ngày sinh nhật. Những hành động nho nhỏ như thế thôi, nhưng mang ý nghĩa to lớn và làm mới lại tình yêu phu phụ theo năm tháng. Mỗi người chúng ta đừng bao giờ để cho tình yêu vợ chồng của mình bị phai mòn, bị nhạt đi. Hãy cố gắng làm mới lại tình yêu bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, nhỏ thôi nhưng vô cùng ý nghĩa. Bạn Nhanh và bạn Đông thân mến, chúng ta phải ý thức được rằng cuộc sống nào cũng thế, không thiếu gì những khó khăn, những gian nan thử thách. Nhưng mà những gian nan thử thách ấy chỉ có thể được vượt qua nếu như gia đình các bạn có Chúa ở trong đời. Chính Chúa sẽ là đấng mà nâng đỡ, ủi an và ban sức mạnh để cho gia đình các bạn thắng vượt được những sóng phong ba bão táp. Chẳng có con đường nào mà dẫn đến ngõ cụt đâu. Và cũng chẳng có những đêm tối của tuyệt vọng nào khiến chúng ta chỉ biết than vãn, chỉ biết rơi vào trong tuyệt vọng. Biết đâu được rằng đêm tối hay là bóng tối của tuyệt vọng là để chúng ta biết ngóng chờ hừng đông đến trong hy vọng.
Không có đường lối nào mà không có một ngưỡng vọng giải thoát. Có khi đêm tối lại là sự chuẩn bị cho một ngày mai tươi sáng hơn. Cho nên chính vì thế ngày hôm nay đến với ngôi thánh đường của giáo xứ này, hai bạn thân mến, các bạn thấy có gia đình, họ hàng, bạn bè và rất nhiều người đến để cầu nguyện cho các bạn. Giây phút này là giây phút thánh thiêng nhất của một người con gái, của một chàng trai, khi các bạn được đứng trước mặt Thiên Chúa, trước mặt vị đại diện hội thánh và cộng đoàn để cùng cầm lấy tay nhau, để thưa lên những lời thưa có lẽ đơn sơ, ngắn gọn, nhưng chất chứa trong đó là cả một ý nghĩa thánh thiêng của bí tích Công giáo. Chúng ta phải cảm thấy rằng nét đẹp của người Công giáo chính là nằm ở sự bất khả phân ly. Dẫu rằng cuộc đời có vùi dập, dẫu rằng cuộc đời có những khó khăn, thì hai bạn phải nhớ rằng từ ngày hôm nay các bạn chính thức được Thiên Chúa chúc phúc trở nên vợ chồng. Và ngày hôm nay cái cầm tay, cái trao nhẫn của các bạn phải là một cử chỉ vĩnh viễn. Chỉ có cái chết mới có thể chia lìa được các bạn. Dù rằng trong cuộc sống các bạn có bất kỳ va chạm, có bất kỳ khó khăn, có bất kỳ xung đột gì, thì hãy nhìn lại ngày hôm nay, hãy nhìn lấy trên tay của mình, nơi các bạn đang đeo chiếc nhẫn được linh mục làm phép và các bạn trao cho nhau. Anh sẽ thề hứa trọn đời yêu thương và chung thủy với em. Em sẽ hứa trọn đời yêu thương và chung thủy với anh. Mỗi lần nhìn vào chiếc nhẫn, các bạn hãy biết nhẫn nhục, hãy biết chịu đựng, hãy biết tha thứ, hãy biết bao dung. Và chỉ khi đó thì gia đình các bạn mới có thể hạnh phúc. Nhưng trên hết, gia đình các bạn là một gia đình Công giáo trẻ. Trên hết và quan trọng hơn hết, nếu gia đình các bạn không có Chúa thì xin lỗi các bạn rằng gia đình các bạn sẽ thật là bất hạnh. Chúa mới là đích đến của con người, Chúa mới là đấng mà các bạn có thể nương tựa, và chính Ngài mới là đấng ban phúc lành và ban sức mạnh cho các bạn để vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống. Kính thưa gia đình nhà trai, vì gia đình nhà bạn Đông là gia đình theo tôn giáo bạn, chính vì thế mà có lẽ nhiều người lần đầu tiên được tham dự thánh lễ cưới của người Công giáo. Cử chỉ của người Công giáo tuy đơn sơ nhưng chất chứa trong đó một đức tin cao siêu, một đức tin đã được cắm rễ trong hội thánh hơn 2.000 năm nay, và đức tin ấy đang được người Công giáo truyền lại cho con cháu qua đời này đến đời kia. Chính vì thế, quý vị khi tham dự các nghi thức Công giáo, chúng tôi cũng mời gọi quý vị cầu nguyện cho đôi bạn trẻ này. Quý vị đã đón nhận bạn nhanh như là người con, người cháu trong gia đình, và đón nhận cô ấy như là một người con dâu, như là một người cháu, một thành viên trong gia đình, nhưng cộng thêm có đạo. Chính vì thế, quý vị hãy nâng đỡ, hãy tạo điều kiện cho đôi tân hôn này, hãy tạo điều kiện cho cặp gia đình Công giáo này được giữ đạo, được thực hành đạo, được yêu mến Chúa, được giữ vững niềm tin. Bởi vì ngày hôm nay qua cử chỉ bí tích rửa tội và thêm sức, bạn Đông từ một con người ngoài Kitô giáo trở thành thành viên chính thức của hội thánh, được mang trong mình ấn tín Chúa Thánh Thần mà không một điều gì, không một tội lỗi, ma quỷ hay bất kỳ một thiên sứ nào có thể xóa sạch khỏi linh hồn bạn ấy. Chính vì thế, bạn Đông trở thành con cái của Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương, nâng đỡ. Ngày hôm nay đến với ngôi thánh đường này, con mời gọi cộng đoàn chúng ta cầu nguyện cho đôi tân hôn này, chúc phúc cho đôi tân hôn này để họ luôn luôn sống yêu thương nhau và giữ trọn đạo nghĩa phu thê, cũng như trở thành những cha mẹ Kitô hữu tốt lành để giáo dục con cái cho xứng. Amen.